chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với các cô gái về chủ đề là làm gì khi mà anh ấy không trả lời tin nhắn cũng như không trả lời cuộc gọi của các bạn. Các bạn thân mến, đôi khi trong tình yêu các bạn sẽ phải đối mặt với cái tình huống như thế này. Phản ứng đầu tiên của các bạn là tiếp tục nhắn những cái tin tiếp theo, gọi những cuộc tiếp theo, và sẽ khiến cho các bạn càng thất vọng hơn khi mà người ta không đáp trả những cái tin nhắn đó, những cuộc gọi đó. Thậm chí người ta có đáp trả thì nó rất là lạnh lùng, nó rất là thờ ơ, những cái câu nói mà như cứa nát trái tim của các bạn, và những cái điều mà mong móng của các bạn nó lại không trở thành hiện thực, mà ngược lại nó lại làm cho các bạn đau khổ hơn. Thực ra với con gái thì đôi khi có thể là vì giận dỗi, vì muốn được yêu thương mà không trả lời tin nhắn, không trả lời cuộc gọi, để rồi người yêu của mình sẽ phải cuống quýt lên để nhắn cho mình, gọi điện cho mình. Nhưng mà với đàn ông thì nó hơi khác một chút. Với đàn ông ấy thì họ không có giận dỗi hay vu vơ những cái chuyện nhỏ nhặt như thế. Mà với đàn ông ấy thì một khi mà họ đã không trả lời những tin nhắn, không trả lời những cuộc gọi, thì thường là lúc đấy là cái lúc mà họ đã chán rồi, là cái lúc mà họ đã mệt mỏi với mình rồi. Cho nên ở cái thời điểm này nó rất cần cái sự bản lĩnh cũng như ứng xử cuốn hút từ các cô gái, để rồi các bạn sẽ không mất đi cái ấn tượng tốt đã từng có với anh ấy, và cuối cùng là sẽ giành lại được cái tình cảm cũng như cảm xúc và sự ngọt ngào của người đàn ông đấy. Đó là một cái thử thách trong cuộc sống thôi. Ai càng bản lĩnh, càng chứng tỏ rằng mình xứng đáng thì sẽ có được những thứ mình muốn. Còn ai cứ hành động một cách bản năng và chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc nhất thời của bản thân thôi ấy, thì có thể là tình yêu đấy sẽ không thể nào thăng hoa lại được nữa. Vậy cụ thể những cái điều mà chúng ta cần biết khi mà bị người ấy lạnh nhạt, không trả lời tin nhắn, không trả lời cuộc gọi là gì? Điều đầu tiên, đừng nhắn, đừng gọi nữa. Những cái điều các bạn nên làm các bạn đã làm rồi. Nhắn cũng nhắn rồi, gọi cũng gọi rồi, người ta không đáp trả lại thì mình thôi chứ, đúng không? Nhiều bạn, mình biết tâm lý của nhiều bạn, sau khi nhắn tin xong, gọi điện xong thì các bạn sẽ rất bất an ở trong người. Ít nhất là phải có một cái sự đáp trả gì thôi, sau đấy mình không liên hệ gì thôi. Nhưng người ta còn chưa đáp trả thì lúc nào trong lòng mình cũng như ngồi trên đống lửa ấy, sẽ không thể nào yên tâm được. Nhất định phải có một cái sự trả lời nào khác từ phía người kia thì mình mới yên tâm. Nhưng các bạn đừng như thế, kệ đi. Mình chế ngự được cái cảm giác tò mò, bất an trong con người của mình, để chấp nhận rằng nếu họ không trả lời tin nhắn của mình, nếu họ không trả lời cuộc gọi của mình, thì thôi, để họ yên, mình không làm phiền người ta nữa. Nhiều bạn thì có chia sẻ rằng ô nhỡ mà anh ấy bị tai nạn, hoặc nhỡ mà anh ấy có việc gì không thể liên hệ, không thể trả lời được với em thì sao, đúng không? Thì sao các bạn? Gọi điện các bạn cũng gọi rồi mà, nhắn tin các bạn cũng nhắn tin rồi mà. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì các bạn có làm được gì không? Và nếu như người ta có gặp chuyện bất trắc gì đó xảy ra mà sau khi là người ta đã vượt qua tất cả những chuyện đấy thì người ta cũng sẽ liên hệ với các bạn, thì lúc đấy nó chẳng còn là vấn đề nữa rồi. Cho nên các bạn đừng sợ những cái đó nhá. Những cái đó nó chỉ là trường hợp hãn hữu thôi, và rất là hiếm xảy ra, và thường là không xảy ra. Cho nên mà nếu có đi chăng nữa thì các bạn đã gọi rồi, đã liên lạc rồi, không được thì mình cũng nên dừng lại chứ. Chứ mình cứ gọi mấy người nhắn tiếp để làm gì, đúng không? Mà phần lớn những cái câu chuyện như thế này nó xảy ra với các cô gái là người đàn ông kia là người ta cố tình không trả lời, chứ không phải là người ta không thể trả lời được. Cái tầm quan trọng của cái việc chúng ta phải dừng lại nó ngay lập tức là rất quan trọng. Hãy để họ yên các bạn ạ. Cái điều số 2 mà các bạn cần làm trong tình yêu lúc này, đấy chính là hãy có thời gian để suy nghĩ xem lý do tại sao người ta lại lạnh nhạt với các bạn, tại sao người ta lại chán, và mình phân tích, mình thấy có đúng hay không, và rồi mình sẽ thay đổi. Bởi vì mình chia sẻ thật với các bạn, thường ấy, khi một người đàn ông mà trước khi người ta không trả lời những cái tin nhắn và cuộc gọi của các bạn, thì trước đấy đã có một cái thời gian mà nó lạnh nhạt và nó nhẹ hơn rồi. Tức là khi các bạn nhắn tin, người ta vẫn còn trả lời lại các bạn. Khi các bạn gọi điện, người ta vẫn trả lời các bạn. Thì lúc cái thời gian đấy là các bạn sẽ biết là tình cảm của mình đang đi xuống, mà tại sao nó lại đang đi xuống. Thì rồi nó mới đến một cái giai đoạn mà bạn nhắn tin người ta mới không trả lời, gọi điện người ta không trả lời. Đấy, nó có một cái giai đoạn nó đi xuống dần dần, không phải một phát là người ta không liên hệ với các bạn, đúng không? Cho nên cũng là cái thời gian để mình nhìn nhận lại xem trong cái tình yêu đấy mình đã có những cái sai gì. Và rất nhiều cô gái đã chia sẻ với mình rằng sau khi bị lạnh nhạt, người ta không trả lời tin nhắn cuộc gọi, và em đã nhận ra rằng trong thời gian qua em đã làm anh ấy mệt mỏi quá nhiều. Rất nhiều cô gái có chia sẻ với mình là các bạn đã nhận ra điều đó.
các bạn đòi hỏi yêu thương, các bạn khao khát được yêu thương, muốn được quan tâm, muốn được ngọt ngào, không muốn là tình yêu có sự giảm sút gì hết so với cái lúc mới yêu nhau, nó đã từng nồng nhiệt ra sao, nó phải nồng nhiệt như thế. Vô hình chung gây áp lực cho người đàn ông và người ta cảm thấy rất mệt mỏi. Và thế là người ta mệt quá, người ta chán quá, người ta không trả lời tin nhắn của mình luôn. Thì đó là lúc các bạn phải xem lại, nếu đấy là nguyên nhân mà mình không thay đổi thì sẽ không thể nào cứu vãn được cái mối quan hệ này các bạn ạ. Vì trong tình yêu chúng ta không có nhiều cơ hội đâu các bạn ạ. Nếu người ta cứ tin các bạn một lần, hai lần, mà đến lần thứ ba mình vẫn cứ như thế, người ta quay lại với mình, người ta yêu mình xong rồi mình vẫn cứ đòi hỏi yêu thương, làm người ta mệt mỏi, ngột ngạt, thì sau đó người ta sẽ mặc định là các bạn, con người mình là như vậy rồi, không thể thay đổi được rồi. Người ta mệt mỏi khi ở cạnh mình thì người ta sẽ không bao giờ ở bên cạnh mình nữa. Và rất nhiều các cô gái đã phải trả giá cho cái sự trẻ con của mình bằng một mối tình của thanh xuân đấy. Đó là vì mình luôn cho người đàn ông sự ngột ngạt. Mà nói thật với các bạn ấy, cuộc tình của bạn nó chỉ có thể thăng hoa khi mà người đàn ông chủ động làm những cái cử chỉ yêu thương ngọt ngào với các bạn thôi. Chứ còn một khi các bạn đòi hỏi thì nó không có tác dụng gì hết các bạn ạ. Đòi hỏi đi chăng nữa thì người ta có làm đúng với ý các bạn cũng không hài lòng. Ví dụ nhớ về cái khoảng thời gian trước đây, lúc mới yêu nhau, khi mà các bạn còn yêu nhau thắm thiết, người ta chủ động nói ra câu anh yêu em, cảm xúc nó ngọt ngào, nó dâng trào đến thế nào. Bây giờ ngày nào bạn cũng bắt anh ấy phải nói 3 lần, sáng trưa chiều tối anh ấy nghe. Nhưng anh nói câu đấy bạn không còn cảm xúc đấy nữa rồi. Bởi vì nó không có sự tự nguyện, nó không có sự thăng hoa cho cảm xúc của đối phương và của mình. Thì người ta còn nói theo ý mình, làm theo ý mình cũng không cảm thấy thoải mái và hạnh phúc mà. Đúng không? Cho nên cái gì cũng thế, nó phải có sự tự nguyện. Và đừng làm cho người đàn ông cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ đấy. Và nếu có phải sửa ngay. Mình thà rằng mình không có tình yêu này, chứ mình không bao giờ để cho người đàn ông ngột ngạt trong mối quan hệ đấy. Hãy tự cam kết với chính mình là như vậy thì chắc chắn là tình yêu của các bạn sẽ không bao giờ chết được đâu. Có thể có những lúc thăng lúc trầm, rồi trầm nó lại thăng, khi mà mình có đủ tỉnh táo. Và cái điều số 3 mà mình muốn các bạn làm khi mà các bạn bị lạnh nhạt, người ta không trả lời tin nhắn của các bạn ấy, đấy là hãy có một suy nghĩ cao thượng. Cao thượng chưa bao giờ là một sự thất bại, và cao thượng chưa bao giờ là cái sự thiệt thòi hết. Cao thượng ở chỗ nào? Cao thượng để biết rằng mình đến với anh ấy để làm cho anh ấy hạnh phúc, không phải đến để bắt anh ấy phải cho mình hạnh phúc. Đấy, nó là hai thứ hoàn toàn khác nhau mà, đúng không? Khi các bạn có một tư thế của một người đến để làm cho anh ấy hạnh phúc, thì sẽ có những lúc bạn nhận ra rằng anh ấy không cần những cái tình cảm của mình, anh ấy không cần sự quan tâm của mình lúc này, thì mình để yên cho anh ấy đi. Điều quan trọng nhất trong tình yêu là phải cho đối phương có cảm giác bình yên khi ở cạnh bạn, thì đấy mới là khi các bạn đã thành công. Để người ta được phép sống với những thứ người ta mong muốn, những cái sở thích cá nhân, những sự phát triển trong công việc, tích lũy kiến thức, tiền bạc vân vân. Nếu bạn cho anh ấy có thời gian như vậy mà anh ấy thoải mái rồi, và đôi khi mệt mỏi với công việc, người đầu tiên anh ấy nghĩ đến sẽ là bạn, đúng không? Để rồi ở bên cạnh cô ấy mình vẫn nhận được sự ngọt ngào, mình vẫn nhận được cái sự thấu hiểu. Thế thì đấy sẽ là cái động lực để người ta nhìn thấy rằng đây chính là bến đỗ bình yên của mình. Còn mỗi một lần người ta chỉ lảng mình ra một chút thôi là mình lồng lộn lên, xong rồi mình trách móc, xong rồi mình đòi hỏi. Thực sự nó là những cái điều rất phổ biến trong tình yêu. Và rồi đó là lý do mà rất nhiều các cặp đôi đã chia tay đấy. Cho nên mình khuyến khích các bạn rằng, các bạn nếu muốn có hạnh phúc trong tình yêu, hãy có một suy nghĩ cao thượng. Cao thượng là mình đến để mang hạnh phúc cho người ta cần có mình, chứ không phải mình đến để bắt người ta phải yêu mình. Đấy, nó là hai cái tư thế hoàn toàn khác nhau, mà nó sẽ cho các bạn hai kết quả hoàn toàn khác đấy. Cái điều số 4 mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái thời điểm này, đấy chính là các bạn hãy biết rằng người đàn ông ấy cần có thời gian để xóa nhòa những cái ký ức xấu về bạn. Ví dụ ở thời gian trước đây bạn đòi hỏi yêu thương quá là nhiều, cáu gắt quá là nhiều, cãi nhau quá là nhiều, thì bây giờ trong đầu người ta toàn những cái ký ức tiêu cực về mình thôi. Thì người ta cần có thời gian để xóa nhòa những ký ức đấy. Mình không dám nói với các bạn là một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần hay một tháng, hai tháng, vì nó tùy thuộc vào cái độ, cái mức độ mà các bạn làm cho người ta ngột ngạt đến mức độ nào. Còn nếu như các bạn còn muốn có hạnh phúc với người ta, các bạn còn phải cho người ta có thời gian để xóa nhòa những ký ức xấu đó. Còn nếu không cho đủ cái thời gian để người ta xóa nhòa những ký ức xấu và đã quay lại và bắt người ta quay trở lại, thì người ta sẽ chạy. Người ta sẽ chạy, thậm chí bực tức khó chịu với các bạn. Và người ta sẽ còn kiên quyết rời xa các bạn nhanh hơn và nhiều hơn nữa. Lúc đấy thì mình cũng đừng bất ngờ về cái kết quả mà mình nhận được nhá. Hãy nhớ về cái tư thế cao thượng của mình, và hãy cho người ta có thời gian để xóa nhòa những ký ức xấu mà đã từng có với bạn.
cái điều số 5 mà các bạn phải làm khi người ta không liên hệ với các bạn ấy, đấy là các bạn phải học cách đối mặt với nỗi nhớ. Ai cũng thế trong tình yêu các bạn ạ. Cũng sẽ phải đối mặt với những nỗi nhớ cồn cào, da diết mà mình dành cho người ấy, trong khi người ấy lại đang muốn có một cái không gian riêng. Nói chung đấy là một cái nỗi đau rất là lớn. Nhưng mà hạnh phúc nó chỉ đến với những người phụ nữ bản lĩnh mà thôi. Còn nếu như mình nhớ cái là mình phải liên hệ với người ta, mình phải có người ta, mình phải người ta quan tâm mình luôn ấy, không ai có trách nhiệm đấy cả. Bạn đến với tình yêu cũng là muốn có hạnh phúc, người ta đến với tình yêu cũng là muốn có hạnh phúc. Nhưng mà ở bên bạn người ta không thấy cái hạnh phúc đấy, người ta thấy sự ngột ngạt thì không có lý do gì để người ta ở cạnh mình cả. Mình phải tỉnh táo để nhận ra điều đấy, để biết rằng mình sẽ phải tự học cách đối mặt với nỗi nhớ. Nếu như mình đang nhớ người ta nhưng người ta đang không nhớ mình thì mình đừng liên hệ với người ta. Học cách đau, học cách khổ, học cách khóc một mình đi. Để chứng minh cho thế giới này thấy rằng tôi không phải là một người ích kỷ. Tôi là một người mạnh mẽ, bản lĩnh, và tôi kiên quyết với cái tâm lý rằng người ấy cần có tôi trong đời và tôi đến để mang cho anh hạnh phúc, không phải đến để bắt anh ấy phải yêu tôi. Đấy chính lý do mà tôi hy sinh như thế này, hy sinh cảm xúc của mình, tôi đau khổ, tôi chịu đựng một mình. Đó là lý do vì sao tôi xứng đáng để có được tình yêu từ anh ấy. Vì sao tôi xứng đáng để anh ấy yêu tôi với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ. Đó, mình phải có thứ gì để người ta yêu chứ. Còn nếu mình cái gì mình cũng làm theo cảm xúc, mình muốn cái gì mình phải được cái đấy, có lý do gì để chứng minh cho thế giới này và anh ấy thấy rằng mình đáng được yêu, đúng không các bạn? Cái điều số 6 đấy chính là hãy chờ đến khi anh ấy liên hệ với các bạn, chủ động liên hệ với các bạn. Vì một khi đã có đủ thời gian, một khi còn tình cảm với các bạn, còn yêu các bạn, người ta sẽ còn liên hệ. Người ta chỉ không liên hệ khi người ta không còn yêu thôi. Còn một khi còn yêu, người ta sẽ liên hệ, bất kể thời gian là bao lâu. Hãy chờ đến khi anh ấy chủ động liên hệ với các bạn, thì đấy là cái lúc mà những cái sự hy sinh của các bạn nó bắt đầu có thành quả rồi đấy. Nhưng cũng đừng vội vui mừng sớm nhá. Người ta mới nhắn tin cho mình thôi, người ta mới liên hệ với mình thôi, mình đừng có vui quá. Vui thôi, đừng vui quá. Đừng có vui quá để rồi mà mình sẽ chủ động nói những lời ngọt ngào yêu thương, xong rồi lại làm người ta sợ đấy, lại làm người ta ngột ngạt đấy, lại làm người ta sợ là nếu mình quay lại với cô ấy ngay bây giờ thì sẽ bị cô ấy kiểm soát tiếp, và người ta sẽ sợ, người ta không muốn kiểm soát và người ta lại chạy đấy. Cho nên là vui thôi, đừng vui quá. Hãy để anh ấy chủ động nói chuyện với bạn, nhưng hãy cho một cái tâm lý thoải mái nhất, để làm sao người ta thấy được rằng yêu bạn là một bến đỗ bình yên, chứ yêu bạn không phải là một nơi để bạn kiểm soát nhá. Và cuối cùng cái điều số 7 là hãy trong quá trình trò chuyện hãy để họ chủ động nói những lời yêu thương trước. Mặc dù các bạn sẽ mất công hơn, sẽ mất thời gian hơn, nhưng chỉ khi nào người đàn ông đủ nhận ra tầm quan trọng của các bạn, sợ mất các bạn để rồi nói ra những câu yêu thương và giữ lại các bạn ấy, thì đấy mới là lúc các bạn thực sự thành công. Và lúc đó hãy mở lòng ra để có thể chia sẻ những cảm xúc với nhau, rằng chúng ta sẽ phấn đấu như thế nào để hạnh phúc hơn, thời gian qua em đã làm gì để anh cảm thấy mệt mỏi, chúng ta có thể chia sẻ với nhau, và anh có thể làm gì để em hạnh phúc hơn. Đấy, nó cần cái sự trao đổi của các bạn để rồi tình yêu này sẽ thăng hoa, và rồi sẽ không bao giờ đi đến cái bước là phải chia tay các bạn nhé. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ. Chị ơi, chị giúp em với. Em và anh ấy đã yêu nhau được gần 2 năm. Tụi em tính đến chuyện kết hôn thì đến lúc này anh ấy mới nói sự thật cho em biết rằng anh ấy chưa quên được người yêu cũ, mặc dù hai người đã chia tay 3 năm trước khi quen em. Anh nói ở bên em anh rất vui, cũng thương em. Tuy nhiên hình bóng của người yêu cũ để lại trong anh quá lớn. Đôi khi anh lại nhớ tới họ và không muốn có vợ. Vì lúc trước anh có cầu hôn người yêu cũ nhưng họ từ chối, nên giờ anh nói không muốn nghĩ đến tương lai. Anh nói cho anh thêm ít thời gian. Em với anh đã nói chuyện thẳng thắn với nhau về vấn đề này, em muốn dừng lại. Tuy nhiên em thương anh vì anh là người rất tử tế và có trách nhiệm với công việc và gia đình, nên em rất tôn trọng anh về điểm này. Một phần em cũng không muốn lỡ bỏ một người như anh, nên cuối cùng em quyết định cho anh cơ hội. Em tin với tình yêu, sự chân thành tử tế của mình sẽ giúp vượt qua được cái bóng người yêu cũ để lại. Tuy nhiên đến bây giờ đã nửa tháng trôi qua, em thấy tình cảm của tụi em càng dậm chân tại chỗ. Em rất bất lực và suy sụp. Chị ơi, chị có thể cho em lời khuyên được không ạ? Em cảm ơn chị rất nhiều. Em thân mến, em làm sai rồi. Em làm sai rồi, người đàn ông không vì em chấp nhận mà kích thích cảm xúc dành cho em đâu. Em chấp nhận một người đàn ông trong lòng có hình bóng của một người phụ nữ khác, người yêu cũ ấy. Thì em có biết là trong tâm lý trí của người đàn ông, người ta sẽ nghĩ gì không? Người ta sẽ càng đánh giá cao người yêu cũ hơn.
và hạ thấp em. Cái tâm lý của đàn ông ấy, em phải biết như này này. Khi người ta chuẩn bị bước tới một cái mốc quan trọng trong cuộc đời, đấy là kết hôn, bắt đầu nói rằng nhớ người yêu cũ, em hãy nhìn đấy như một cái cớ. Chị nói thật với em, ai chia tay rồi cũng có lúc nghĩ về người yêu cũ, cũng có lúc nghĩ về những kỷ niệm ngọt ngào. Không ai là không cả. Tại sao sớm không nói, muộn không nói, chuẩn bị kết hôn bắt đầu nói? Em không hoài nghi à? Thứ nhất, có thể đấy là một cái cớ mà anh ta viện ra để hoãn binh lại về cái việc là cưới em. Cái thứ hai nữa, thực sự trong lòng người ta chưa đủ trọn vẹn để dành cho em nên người ta nói như thế. Nhưng dù là lý do gì, không bao giờ tha thứ, không bao giờ cho cơ hội với cái tình huống đấy. Em tha thứ thì em hạ thấp giá trị của mình. Đừng vì 2 năm mà bỏ lỡ đến mấy chục năm tiếp theo trong cuộc đời của em ở bên cạnh một người đàn ông không thực sự biết trân trọng mình. Em nên nhớ đàn ông họ trân trọng một cô gái vì cô ấy đẹp, cô ấy tài là một phần thôi. Cái quan trọng hơn là cô biết giá trị của cô ấy ở đâu. Và cái việc em biết giá trị của em ở đâu sẽ quyết định người đàn ông biết giá trị của em ở chỗ nào. Đó, em coi trọng em, người đàn ông mới thấy em giá trị cao. Em coi em là nhất, là duy nhất. Em không bao giờ so sánh mình với người khác thì anh ta mới làm thế đối với em. Chứ còn bây giờ em làm như là em tha thứ chỉ vì anh có những điểm tốt này, em tốt kia, xong rồi em cần cái người đàn ông đấy ở trong đời, thì anh ta sẽ hạ thấp em. Anh ta sẽ thấy cô người yêu cũ kia, con cá mất kia mới là con cá to. Còn cô gái bây giờ cứ sẵn sàng để làm vợ của mình không thích em ạ. Đó, cho nên thành ra là gì? Cô kia là giá trị cao, còn em là giá trị thấp. Và chị muốn hỏi em một câu này. Khi người ta nói rằng à, cô người yêu cũ kia từng được cầu hôn và cô ta từ chối, cô ta không thèm, vậy mà ở đây mình phải thèm, hỏi em. Em nghe cái câu chuyện đấy, em không thấy lòng tự trọng của em bị xúc phạm, đúng không? Em cũng là một cô gái có giá trị mà. Khoan hãy nói cô ta tài, cô ta giỏi, cô ta xinh thế nào, không quan trọng nhá. Em có giá trị của em. Một người đàn ông, một cô khác cô không thèm, mà bây giờ mình thèm mà anh ta không cần mình. Ô, giá trị của em ở đâu? Tự trọng ở đâu? Nếu tự trọng, dẹp luôn, anh ta không có cửa nữa. Nếu em ứng xử một cách quyết liệt thì có lẽ ngay sau đó anh ta sẽ nhận ra giá trị của em. Anh ta biết rằng à, cô gái của mình không dễ để có được. Mà đôi khi cũng có thể là người ta nói thế để người ta thử em thôi, xem giá trị của em đến đâu. Nhưng cuối cùng là em thất bại. Thất bại trong việc thể hiện, gây ấn tượng với người ta, đúng không? Vì ít nhất cái cô gái kia giá trị đến nỗi mà anh ấy muốn cầu hôn còn không được. Còn em, anh ta không muốn cầu hôn mà em cứ chạy theo. Đó là em càng như thế này thì anh ta càng không yêu em. Em càng như thế này anh ta càng muốn quay trở lại với cái người yêu cũ của anh ta hơn. Anh ta càng thấy người yêu cũ của anh ta tuyệt vời và giá trị. Dừng lại ngay em ơi. Bây giờ điều em cần làm là như này. Nhắn tin với anh ấy hoặc nói chuyện với anh ấy, nói rằng anh ạ, em đã suy nghĩ rất kỹ về mối quan hệ của chúng ta rồi. Em đã cố nhưng em không làm được. Một người con gái tự trọng và giá trị trong em không bao giờ có thể chấp nhận được một người đàn ông yêu mình 2 năm xong rồi đến lúc cưới, gần cưới bắt đầu nói rằng còn hình bóng của người yêu cũ. Thứ nhất, anh không hề tôn trọng em. Thực sự trong mắt em, anh luôn luôn là một người đàn ông tử tế. Cho đến khi anh làm điều này được với em 2 năm rồi và bây giờ anh nói rằng anh vẫn còn nhớ người yêu cũ. Tại sao cái lúc mới yêu anh không nói đi? Nếu anh nói luôn, em sẽ không bao giờ bước vào cái mối tình này. Nhưng mà việc mà bây giờ anh nói này, nó thể hiện rằng anh không có trách nhiệm gì đối với cái điều mà anh đang làm cả. Cho nên là thực sự thất vọng vì con người mà anh thể hiện. Đấy, em phải nói thế chứ đừng có nói rằng ôi anh vẫn luôn là người tốt để em tha thứ cho anh. Đừng nói như thế nhá. Cái việc anh ta làm đang rất thiếu trách nhiệm và là rất là ác với em đấy nhá. Chứ không phải mình không dung túng cho cái đấy. Và em nói với anh ấy rằng thôi thì em cũng cảm thấy may mắn, bởi vì ít nhất là chúng ta chưa kết hôn và em chưa kết hôn với một người đàn ông không trọn vẹn dành cho em. Nhưng mà em cũng có một cái lời khuyên như thế này: nếu sau này có bước đến với ai thì nói trước với người ta là không quên được người yêu cũ, để đừng làm hại cuộc đời của người ta nữa, đừng lãng phí tiếp tục là 2 năm của một ai đó nữa nhá. Cho nên đây là cái tin nhắn cuối cùng mà em nhắn cho anh, hy vọng rằng trong cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Đó, em nói như thế dứt khoát cho chị đi đi, để ít nhất anh ta thấy em giá trị cao, em có tiêu chuẩn của mình, em không phải tùy tiện, em không phải đối xử với em thế nào cũng được, không phải giá trị của em thấp như thế, đúng không? Ít nhất thể hiện giá trị của mình thì sau đấy có thể anh ta nhìn thấy giá trị của em, anh ta phải níu kéo. Ít nhất em lấy lại giá trị của em, và khi cái người đàn ông này muốn quay lại với em thì đấy là khi em có một người đàn ông trọn vẹn. Còn nếu em không làm được như thế này, em cứ dung túng cho cái sai đấy thì người ta chỉ coi thường em nhiều hơn thôi. Còn lấy em, người ta vẫn cứ trong lòng người ta vẫn có người yêu cũ, bởi vì người ta thấy người yêu cũ có giá trị cao cơ, đúng không? Đó, cho nên là bây giờ em phải nói cái tin đấy rồi dứt khoát bước đi.
ngắt tất cả các kết nối. Nếu thực sự yêu em, anh ta sẽ bất chấp mọi thứ để anh ta liên lạc lại với em. Nhưng nếu sau đó anh ta níu kéo rất là nhiệt tình, anh ta nói em mới là người đàn bà quan trọng trong cuộc đời của anh chỉ yêu có một mình em thôi, lúc đó anh ta muốn quay lại thì em cũng không được dễ dàng nhá. Em bảo là thực sự anh đã chắc chưa, đúng không? Phải để anh ta chứng minh. Sau đó em cũng không được tha thứ dễ dàng nếu như anh ta đáp ứng được yêu cầu của em, tức là anh ta trọn vẹn, đúng không? Thì lúc đó em phải thử thách 1 tháng đi, 2 tháng hoặc 3 tháng tùy em. Em cần suy nghĩ, em không thể nào mà cho anh cơ hội ngay được, bởi vì em đã tổn thương quá nhiều. Em không tin anh có thể quên được người cũ. Em không muốn tiếp tục lãng phí cuộc đời mình bên cạnh một người không trọn vẹn với mình. Rồi anh ta níu kéo em phải từ chối đi đã, rồi níu kéo rất nhiệt tình, rồi em mới nói rằng em cần 3 tháng. Em cần 3 tháng để em chứng minh tình yêu đó dành cho em. Còn nếu như không được thì em xin lỗi, chúng ta kết thúc từ đây nhá. Nghĩa là có anh ta có thành ý, anh ta có yêu em trọn vẹn, thì lúc đấy cũng không được tha thứ dễ dàng. Đấy mà là lúc em thể hiện cho người ta thấy rằng em giá trị cao nhá. Có em không được đâu, không dễ để có được em đâu. Nếu không coi em là nhất thì sẽ không bao giờ được em coi là nhất. Em nhớ điều đó cho chị nhá. Tình yêu của em là giá trị, phải biết trao cho một người xứng đáng, chứ không phải trao cho một cái người không biết trân trọng xong rồi mong chờ người ta sẽ trân trọng mình, thì không có chuyện đó nhá. Hy vọng rằng em sẽ tỉnh táo để làm chủ tình yêu của mình. Ít nhất cuộc đời không có đàn ông thì thôi, không bao giờ phải trao cái tình yêu trọn vẹn của mình cho một cái người đàn ông mà trong đầu có một cô gái khác. Không có cửa. Chị khuyến khích em và các bạn tham gia thêm một khóa học có tên là Thấu hiểu tâm lý đàn ông nhá. Khóa học này rất quan trọng để các bạn biết như thế nào là một người phụ nữ giá trị trong tình yêu, làm như thế nào để đàn ông tôn trọng, ngưỡng mộ, tôn thờ và coi các bạn là định mệnh của cuộc đời anh ấy. Để tham gia thì các bạn đừng quên lên Google gõ toanhnguyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Sau đó các bạn nhấn vào khóa học và đăng ký. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để liên hệ với mình thì các bạn đừng quên là có 2 cách để các bạn liên hệ với mình. Đầu tiên là các bạn hãy lên Google, các bạn gõ toanhnguyenhanhphuc.vn sẽ ra cái trang web đó. Trong cái trang web đó thì sẽ có phần Messenger, thì các bạn sẽ ấn vào đó để trò chuyện với mình và để lại câu chuyện cho mình các bạn nhá. Cách thứ hai là các bạn cũng có thể vào cái trang fanpage, cái trang Facebook fanpage mà mình có để ở phần mô tả của mỗi video. Hoặc các bạn lên Facebook, các bạn ghi Toàn Nguyễn thì sẽ tìm kiếm thì sẽ ra cái trang của mình nhá. Thì các bạn sẽ vào đó để lại tin nhắn và câu chuyện của các bạn cho mình. Hàng tuần thì sẽ có những cái câu chuyện may mắn được lựa chọn để tư vấn miễn phí trên các video này. Thế nhưng mà nếu như các bạn muốn được tư vấn trực tiếp thì sẽ có 2 hình thức là tư vấn qua tin nhắn hoặc là tư vấn qua cuộc gọi, thì sẽ là những cái hình thức tư vấn có phí. Thì các bạn cũng sẽ lên cái trang fanpage hoặc là cái trang web của mình để liên hệ với mình và đặt lịch các bạn nhá. Ngoài ra thì mình còn có làm những cái khóa học riêng, là bao gồm những cái video rất là đặc biệt chưa từng đăng trên YouTube hay các trang mạng xã hội. Những cái khóa học để dựng cho bạn những cái kiến thức để các bạn có thể tự tin trên cái hành trình chinh phục hạnh phúc của mình, có được tình yêu và hạnh phúc mà các bạn từng mơ ước các bạn nhé. Để tham gia vào những khóa học này thì các bạn cũng đừng quên vào trang toanhnguyenhanhphuc.vn. Trang đó sẽ có tất cả các khóa học mà mình đã làm, bao gồm là những cái khóa học để tán tỉnh này, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc này, để có thể khiến cho người ấy không thể rời xa các bạn được này, và bao gồm những cái khóa học để khiến họ sẽ lắng nghe các bạn và làm theo những cái điều bạn muốn. Nói chung tất cả những cái điều mà bạn cần có sẽ là những cái kiến thức nó sẽ chuyên sâu hơn, nó sẽ đặc biệt hơn so với những cái video mà mình đã từng đăng trên YouTube hay trang mạng xã hội cho các bạn. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ những cái khóa học này để có một cái kiến thức tập trung nhất để mình có thể sẵn sàng chinh phục hành trình hạnh phúc của mình các bạn nhé.